Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà góc hai mặt tiền, kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty, mở cà phê, văn phòng đại diện rất là tốt nhé. Đây là căn nhà mặt tiền, góc hai mặt tiền em đang giới thiệu cho quý vị này. Căn nhà này cách vòng xoay An Phú chỉ đâu đó khoảng tầm 2 km thôi. Cách ngã tư Miếu Ông Cù gần 1 km, gần chợ Phú Phong, gần chợ Đông Đô. Nhà này có hướng Tây Nam và có con đường phía trước rộng tầm khoảng 8 m, có vỉa hè hai bên. Ở đây có đường điện âm, nước âm đầy đủ hết. Cơ sở hạ tầng ở đây rất là ok nhá. Ở đây có đường điện âm, nước âm đầy đủ hết. Khu này đang xây dựng khá là nhiều. Ở đây đang có nhiều căn đang gửi bên nhà đất Hồng Sơn bán. Giá ở đây đang dao động từ 2 tỷ tư cho tới hơn 5 tỷ. Như căn nhà góc hai mặt tiền quý vị đang xem đây, đang được chủ nhà kêu với mức giá là 3 tỷ 850 triệu đồng. Đây là một căn nhà hai mặt tiền, giá rất là mềm nhé. Chỉ có 3 tỷ 850 triệu thôi. Bên hông căn nhà này có nhiều cửa sổ bên hông nhé. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có ban công trước, ban công bên hông. Nhà hai mặt tiền ở rất là thông thoáng nhé. Quý vị anh chị nào có nhu cầu đi xem hãy alo cho em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn em ngay vòng xoay An Phú hoặc ngã tư Miếu Ông Cù, em sẽ dẫn vào xem nhé. Bây giờ mình tiến gần hơn căn nhà để quý vị mình xem kỹ hơn nhé. Quý vị nhớ xem hết video luôn nhé. Nhà đã hoàn thiện khoảng 99% rồi, chỉ vệ sinh nữa là xong thôi. Có thể bàn giao cho quý vị mình nhé. Đây là phía trước này. Phía trước ở đây có bồn hoa nhé. Mai mốt mình về trồng bồn hoa ở đây. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm một lớp cửa sắt 4 cánh này, kết hợp với kính cường lực nhé. Được chủ nhà sơn màu xám ở đây. Di chuyển vào trong phòng khách này. Phòng khách rất là sáng nhé. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ở không gian phòng khách nhà mình. Sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kiếng giả đá khổ 80. Nhà này vệ sinh xong là rất đẹp nhé. Phía bên hông mình có cửa sổ bên hông nhé. Cửa sổ và cửa đi bên hông này. Bên đây có các bức tranh cũng như đường gân đường chỉ trang trí của căn nhà này. Bây giờ mình di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn. Nhà này hoàn thiện sắp xong rồi, chỉ khoảng vài ngày nữa là xong thôi. Bây giờ cũng cận Tết rồi. Quý vị mình xem trước nhé. Đây là không gian của phòng bếp rất là rộng nha. Kê bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế thoải mái luôn. Ở đây có chậu rửa mặt, gương soi ở đây nhé. Phía bên hông mình đây có lối thoát hiểm 1 m này. Bây giờ mình cùng xem phòng vệ sinh ở dưới nhé. Ở dưới gầm cầu thang nhà mình có phòng vệ sinh này. Bây giờ mời quý vị mình lên trên để tham quan. Cầu thang được chủ nhà làm rất là rộng nha. Tay vịn gỗ căm xe và kiếng cường lực rất là chắc chắn nhé. Quý anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà tại Bình Dương cũng như Thủ Đức thì hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hãy alo cho em dẫn đi xem nhé. Em có đăng rất nhiều mẫu nhà mức giá khác nhau. Nhà sổ hồng riêng giá từ hơn 2 tỷ cho đến 7-8 tỷ có hết. Như căn nhà này chỉ có 3 tỷ 850 triệu cho căn nhà hai mặt tiền này thôi nhé.
Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ để em có động lực quay nhiều căn nhà đẹp cho quý vị mình cùng xem. Đây là phòng ngủ đầu tiên này, có phòng tắm riêng trong phòng ngủ này luôn nhé. Chủ nhà hoàn thiện sắp xong rồi. Hôm nay em review sơ sơ, mấy hôm nữa xong em sẽ review kỹ hơn nhé. Ở đây có ban công phía trước này, phòng ngủ đầu tiên có ban công phía trước nhé, có cửa bốn cánh bên hông luôn. Bây giờ mình sang phòng ngủ thứ hai, phòng rất là rộng nha. Đây cũng có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng này, có cửa kính ngăn cách giữa phòng vệ sinh và phòng tắm nhé. Chậu rửa mặt xinh xắn. Phòng ngủ này rất là rộng nha. Phía trên phòng ngủ này có hệ thống trần chỉ thạch cao, được chủ nhà làm rất là đẹp nha. Tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà đi đường âm máy lạnh cũng như hệ thống cáp net hết rồi. Cửa chính thì được chủ nhà làm bằng cửa nhôm sinh pha kết hợp với kiến cường lực, rất là đẹp nha. Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh, ấn like, ấn chuông để nhận những thông báo, những video em đăng lên để cho quý vị mình xem nhé. Quý vị có thể xem thêm trên nhà đất Hồng Sơn, em còn nhiều video cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Ở đây mình có phòng giặt này, phòng giặt này rất rộng nha, chủ nhà đổ lên trên luôn. Đây có cầu thang trèo lên trên cùng luôn này. Đây có thể làm phòng ngủ thứ tư được luôn này. Đây có ban công này. Ở phía trước mình có thêm một phòng ngủ và một phòng thờ. Tiếng trời ngay không gian cầu thang nhà mình. Đây là phòng ngủ thứ ba cũng như phòng thờ phía trước đây này. Phòng ngủ này có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn nhé. Một căn nhà góc hai mặt tiền rất là ok nhé. Phòng thờ rộng rãi này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là chiều ngang 5m2, chiều dài 14m, tổng là 68m2, được chủ nhà đúc 1/2 lầu, đúc kiên cố 3 tấm nhé. Căn nhà này tọa lạc tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cách vòng xoay An Phú chỉ đâu đó khoảng 2 km, gần ngã tư Miếu Ông Cù, gần ngã tư Bình Chuẩn. Quý vị nào có nhu cầu đi xem hãy alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255, em sẽ dẫn vào xem nhé. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video, mình xin được kết thúc video tại đây.